Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng thân mến. Ngồi bên cạnh Lan Anh đây là một chị khách hàng vừa điều trị giãn mạch tại thẩm mỹ OIO kết thúc buổi thứ hai quý vị ạ. Vâng, và chị có được một nhận xét đó là tại thẩm mỹ OIO thì điều trị giãn mạch vô cùng hiệu quả. Chỉ buổi thứ hai thôi nhưng mà tình trạng của chị đã giảm đi tới 80% rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thử trò chuyện với chị ấy xem cảm nhận của chị ấy lúc này như thế nào nhé. Dạ vâng, em chào chị ạ. Chào em. Chị thân mến, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ? Chào các bạn, chào tất cả mọi người. Mình là Mai. Sống ở Thanh Hóa. Qua tìm hiểu trên Facebook thì mình tìm đến Ohio. Vậy thì chị Mai không biết rằng ở buổi đầu tiên trước khi mà chị đến với thẩm mỹ Ohio thì tình trạng của mình như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ một chút về tình trạng trước của mình được không ạ? Trước khi mình đến đây thì chân mình là giãn tĩnh mạch, có thấy nó thâm nhiều, nó thâm và thấy nó ê bút về những khi trời trời hoặc là những hôm nào mà đi lại nhiều, sinh hoạt nhiều là nó có bút, như bút nhức. Tức là chị thâm. Đầu tiên là bị giãn mau mạch, sau đó thì chị đang cảm thấy là ngày càng nó phát triển thành giãn tĩnh mạch đúng không ạ? Đúng và rồi. Ngoài ra thì ảnh hưởng rất nhiều đến việc đi lại của chị cũng như là cuộc sống hàng ngày đúng không ạ? Dạ. Vâng ạ. Không biết rằng sau khi điều trị hai buổi tại thẩm mỹ OIO thì chị cảm nhận như thế nào ạ? Về hiệu quả. Sau khi mình điều trị xong hai buổi rồi, hôm nay là đến buổi thứ ba, nhưng mà mình thấy là thực sự hiệu quả. Hiệu quả được khoảng 70% rồi. Tức là tình trạng của chị ngày trước thì rất là nặng, nhưng mà đến nay hiệu quả đến 70% là chúng ta có thể nhìn thấy 70-80% thì chúng ta có thể nhìn thấy một kết quả rất là rõ rệt đúng không ạ? Rất vâng. là khác biệt. Vậy vâng. thì không biết rằng cái tình trạng mà mỏi chân cũng như là nhức chân như chị vừa chia sẻ thì còn xuất hiện nữa không ạ? Nói chung là cũng đỡ nhiều. Đỡ nhiều rồi đúng không ạ? Vâng, vậy là ngay bây giờ đây thì chị Mai của chúng ta đã có thể là tự tin hơn để diện những chiếc váy như thế này rồi đúng không ạ? Những chiếc váy mà để hở đôi chân của mình để chị em phụ nữ có thể tự tin hơn khi xuất hiện trước đám đông, và ngoài ra là cũng không còn gây bất tiện đến cuộc sống hàng ngày của mình như là đau nhức hay là mỏi chân như chị có chia sẻ nữa đúng không ạ? Vâng, và chị Mai ơi thì không biết rằng chị đã rất là thích về cái dịch vụ hiệu quả của thẩm mỹ OIO rồi đúng không ạ? Rất là hài lòng rồi. Thì chị có cảm nhận như nào khi đến với không gian tại thẩm mỹ OIO ạ? Thực ra đây là mình đến dù là mới hai lần nhưng mà mình cảm thấy là cái cách làm việc mà cảm thấy là cái không gian này thực sự là mình hài lòng. Rất hài lòng ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Vâng, thẩm mỹ OIO thì chúc chị sẽ là buổi ngày hôm nay sẽ là buổi thứ ba đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thể kết thúc được liệu trình điều trị giãn mạch rồi. Điều trị tại giãn mạch tại thẩm mỹ OIO thì chỉ kéo dài từ 3 đến 4 buổi thôi. Và với tình trạng nặng như của chị Mai mà đến buổi thứ hai đã hoàn toàn đi đến 70-80% rồi thì thực sự là một hiệu quả rất là hài lòng đúng không ạ? Vâng, quý vị khách hàng thân mến, nếu như quý vị khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ giãn mau mạch tại thẩm mỹ OIO, hãy liên hệ với chúng tôi tại hai địa chỉ: cơ sở 1 208 Hoàng Ngân, Hà Nội; cơ sở 2 là 138A Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, đến với thẩm mỹ OIO để trải nghiệm dịch vụ và có được kết quả hài lòng như chị Mai của chúng ta ngày hôm nay quý vị nha. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào.